Ủa vậy có ai ăn bắp với lại nhiều trường không? Thầy lo bà ăn nhiều trường đi, hai em hết của bà vậy. Thôi dạ, để ăn thầy luôn. Thôi mấy mẹ mời khách, mấy mẹ không nghía vô trong cái cái trời nhiều quá. Bắp này con nhận nhiều ghê á. Ủa thầy cảm giác vậy hả? Ủa ăn ăn luôn. Đây nói bà mời các bà lấy nóng lên đi. Lạnh lạnh mà ta thấy cũng ăn luôn á nha. Trời ơi, dĩ nhiên không có đồ mập luôn á trời. Ủa ta thấy không lạnh là ơ quá. Tưng, bắp khô ngon không tưng. Nghe nào. Ngon mà bà ăn hết dĩa luôn. Ừ, ăn đỡ buồn. Bỏ vô bàn, bỏ vô bàn bà. Nè, tao tranh thủ lên gắp luôn nè. Em đã cứ ăn vừa trường xong mà cũng ăn bắp em sợ hết. Mới lần đầu tao thấy tao phải ăn bắp đi vào trường. Bắp thơm, thơm ghê. Mai mốt mà có mua mít ra hỏi các bắp ăn mít nhờ để bắp vàng nha. Mai muốn mời xong mời đâu ăn nè, đỡ buồn đó. Không phải chị mời về nhà luôn được. Mai dọn nhà. Khách ăn xong chưa? Mở cửa ra về nhìn. Trước khi dọn nhà nó để tôi lên tôi nói hàng xóm đựng chứa dụng nhau. Rồi ăn xong chưa? Hay xong thì về giùm đi. Họ thấy mệt mỏi lắm rồi, đây hết đồ ăn rồi nè. Tôi phải muốn về là về đâu. Ủa vậy có ai ăn bắp với lại nhiều trường không? Thầy lo bà ăn nhiều trường đi, hai em hết của bà vậy. Thôi dạ, để ăn thầy.